Vâng, xin chào các bạn đang chăn nuôi dê. Hôm trước thì bạn này có đặt một cái tủ thuốc bên mình các bạn. Và hôm nay thì gặp một cái trường hợp dê nó bệnh như thế này các bạn. Bệnh rất là nặng các bạn. Con dê nó giãy giụa, lật ngửa bụng, không có đi được, nó nằm nó lăn lộn các bạn, nó rất là yếu luôn. Nó tình trạng dơ như vậy thì những trường hợp như thế này khả năng chết rất là cao nha các bạn. Và nó thường là sẽ mắc cái bệnh tụ trùng thời cấp tính, nó diễn biến rất là nhanh. Nếu chúng ta không có thuốc xỉn thì tỷ lệ chết rất là cao, chỉ cần cỡ nửa tiếng đồng hồ là nó diễn biến khác liền nha các bạn. Bởi vậy nên cái việc mà các bạn chuẩn bị thuốc trong nhà để điều trị những trường hợp cấp tính rất là quan trọng. Cái thuốc thì chúng ta đầu tư nó không có nhiều lắm đâu, nó chiếm rất là nhỏ trong cái việc chăn nuôi dê, nhưng mà nó quyết định được cái sự thành công hay thất bại trong chăn nuôi nha các bạn. Nếu các bạn không có thuốc mà chữa cái trường hợp này thì con dê này nó chết thôi, chết rất là nhanh. Và khi các bạn đi mua thuốc thì nó chậm trễ, hoặc là cái người bán thuốc người ta sẽ không có cái chuyên môn để mà tư vấn cho bạn những trường hợp như thế này, bởi vì họ không có chăn nuôi trực tiếp á. Thứ hai nữa là những trường hợp này nó cũng rất là khó chữa đấy. Nếu mụn dơ này chết thì các bạn mất cũng 2 triệu ha. Thì trong khi đó 2 triệu thì các bạn có thể đầu tư được một cái tủ thuốc khá là đầy đủ để mà chăn nuôi được 30 con dê, thì các bạn đầu tư 2 triệu tiền thuốc này khá là tốt rồi. Thì tình trạng dơ như vậy nha các bạn. Bạn này nhờ mình tư vấn. Bác sĩ xem cho tôi con này nó bị bệnh gì đây? Nó bị từ hôm qua tôi đã tiêm thuốc bổ và 2 mũi kháng sinh. Hôm nay nó lại giật đùng đùng vậy. Triệu chứng ban đầu của nó là sổ mũi, chảy nước dãi bác sĩ ạ. Thì đây là trường hợp viêm phổi cớ phát tụ trùng nha các bạn. Cớ phát tụ trùng. Sau khi mình xem biểu hiện và triệu chứng thì mình cho điều trị nha các bạn. Đây. Thứ nhất là mình sẽ cho tiêm liều glucocase liều gấp 3. Và butasan cũng là liều gấp 3 luôn nha các bạn. Mình có đánh dấu ở trong cái đơn thuốc mà hôm trước bạn này mua bên mình á, cho điều trị butasan này, glucocase này, ADE complex này, đều tiêm liều gấp 3 hết. Và sau đó thì tiêm benistrep liều bình thường nha các bạn, phát đồ như vậy. Và chúng ta sẽ điều trị trong đó trong vòng là 4 ngày. Thì cái hôm mà nó bị là mình xem lại video nè, cái hôm nó bị này là ngày 15 tháng 4, lúc 4 giờ chiều ha, ngày 25 tháng 4. Và đến ngày 26 tháng 4 lúc 9 giờ rưỡi sáng, thì một ngày hôm sau, qua một đêm thì nó đã tỉnh táo lại các bạn. Đấy, hiện tại các bạn đang xem cái video là nó đã không có hiện tượng co giật nữa. Tuy nhiên thì nó đã cũng chưa có khỏe lắm nha các bạn, nó đứng dậy được thôi. Bác sĩ bắt bệnh hay quá, xin hỏi bác sĩ liệu trình điều trị tiếp theo là như thế nào? Hôm nay nó bị ngày thứ 3 thì cái con hôm bữa trước này đấy, này nó đỡ hơn rồi nha các bạn. Hôm nay nó đỡ hơn và cũng móm mém ăn được rồi đấy. Thì tiêm như cái phác đồ lúc nãy mình có nói đó, tiêm 24 ngày như vậy. Và đây cũng là một cái trường hợp nữa nha các bạn. Con dơ cái này nó đi cà nhét nè các bạn. Đi cà nhét như thế này. Thì cái trường hợp này này, nếu mà bạn nào theo dõi trên kênh YouTube của mình thì mình hay chẩn đoán nó là bị bệnh viêm phổi nha các bạn. Còn nếu mà các bạn đem video này ra gặp thú y thì họ sẽ nói là bị thiếu canxi, và họ cho các bạn tiêm canxi là con dơ nó sẽ diễn biến nặng và nó chết nha các bạn. Tại vì cái tiền sử của cái chuồng chăn nuôi của bạn này là đang bị mắc bệnh viêm phổi á. Viêm phổi thì nó nhiều cái thể lắm,
Đó. Các bạn đừng có nghĩ là viêm phổi là phải ho nha các bạn. Các bạn cứ có một cái tư duy là viêm phổi là phải ho, phải sổ mũi mới là viêm phổi. Không phải nha các bạn. Những trường hợp cấp tính đó, nó không có ho, không có sổ mũi gì đâu, mà nó sẽ cớ phát sang cái triệu chứng là viêm cơ khớp. Đó, biểu hiện như con dơ cái này đi cà nhét á, là nó viêm cơ, nó đau đi cà nhét đó. Đó, hoặc là nó có những cái biểu hiện như là co giật, triệu chứng thần kinh như con dơ lúc nãy đó, là nó đã nặng á, nó chuyển sang cái thở tụ huyết trùng cấp tính luôn đó. Thường á, là tụ huyết trùng cấp tính nha, nó sẽ diễn biến từ cái bệnh viêm phổi trước nha các bạn. Tôi lại có ca, có hai ca bệnh nhờ bác sĩ giúp tôi. Tôi đã bị mái con nhưng tôi điều trị bằng B12, canxi B12 á, và bơ complex. Thì nó khỏi, con này tiêm 3 mũi rồi không thấy đỡ. Tiêm là mình cho trực tiếp trị phát đồ như cái con lúc nãy luôn nha các bạn. Đấy. Còn cái con dơ con này thì nó đứng nó kêu la nè các bạn. Đấy. Các bạn để ý những con dơ con á mà nó đứng nó kêu la nha các bạn. Nó la, nó đau, nó bùng chồn, nó đứng lên, nó ngồi xuống. Mà các bạn để ý cho mình cái đuôi á, các bạn để ý cái đuôi á, cái đuôi mà nó dính lên, nó lét 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 là nó bị cầu trùng nha các bạn. Còn cái đuôi mà nó cụp xuống là nó sẽ bị viêm ruột hoặc là viêm phổi. Bạn nhìn cái đuôi của nó để mà đoán bệnh nha. Đó là kinh nghiệm để các bạn chụp tốt bệnh á. Thì trường hợp như thế này là nó đau cái đít đó các bạn, nó đau cái đít tên là le. Thành ra là các bạn làm gì làm, các bạn phải mua cái bơm đít trẻ em á, thủ trong nhà đi. Cái bơm đít trẻ em rất quan trọng, mua chục ống, hai chục ống gì á, để mà những trường hợp chưa nó bị bí ỉa là mình bơm vô, bơm 2 đến 3 ống như vậy cho nó co bóp cái đại trường đó, cái đại tràng của nó, để cho nó đẩy phân ra ngoài nha các bạn. Và sau đó người ta trị cầu trùng, người ta dùng thuốc cầu trùng người ta trị nó mới bớt bệnh. Và chúng ta dùng cái lá mơ á, người ta giả nước cho nó uống để nó tăng cường cái nhu động ruột, nó thải phân ra ngoài. Thì trong này cũng có cái một số cái thuốc mà có thể hỗ trợ điều trị bệnh của con dơ con và con dơ mẹ nãy nha các bạn. Chủ yếu là cái dòng dưỡng như là Budasan, ADE Complex này, Esuper và Denosen. Thì điều trị như vậy nha các bạn. Đấy là cái kết quả mình tư vấn và điều trị, hỗ trợ điều trị cho cái ca bệnh giờ nó bị co giật như thế này nha các bạn, co giật lăn lộn như thế này. Thì trên kênh của mình tư vấn về các cái phác đồ điều trị bệnh trên dơ thì các bạn có thể xem lại rất là nhiều, gần 200 cái phác đồ điều trị bệnh đó, những cái triệu chứng khác nhau. Những bà con em nào có nhu cầu tư vấn bệnh thì hãy liên hệ với số điện thoại Zalo của mình trên màn hình đó. Khi mà các bạn bên mình có tư vấn và bán thuốc nữa nha các bạn, mình có ship thuốc và ship thuốc toàn quốc, cả nước ngoài mình cũng có ship luôn nha các bạn. Và khi mà các bạn mua thuốc bên mình thì sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi, được tư vấn về các cái phác đồ để mà chữa bệnh. Các bạn có sẵn cái tủ thuốc á, khi mà có trường hợp dơ bệnh mà các bạn không biết điều trị thuốc gì thì sẽ hãy nhắn tin gọi điện cho mình để mình chẩn đoán và dùng những cái thuốc có sẵn đó hỗ trợ điều trị bệnh thì nó rất là nhanh, như cái trường hợp dơ này các bạn. Thậm chí là những anh em nào mà chưa có kinh nghiệm chăn nuôi, chưa biết gì về con dê á, thì cứ nhắn tin cho mình đó. Thì mình sẽ tư vấn nó rất là dễ dàng. Tư vấn dễ dàng hơn khi mà sẽ có sẵn tủ thuốc. Và mình hỗ trợ cho các cái tài liệu, tặng các cái tài liệu về chăn nuôi, chăn nuôi dê ha. Ngoài dê ra thì mình còn hỗ trợ được tất cả các loài vật nuôi khác nha các bạn. Bò, trâu, rồi các cái loài thú cưng, chó, mèo, rồi các loài động vật hoang dã, rồi là gà, vịt. Đấy, con gì mà liên quan tới thú y á, thì cứ alo cho mình, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn suốt cả cái quá trình chăn nuôi luôn. Thì khi nào các bạn cứ alo mình, cứ nhắn tin mình là mình sẽ trả lời. Cứ nhắn tin rồi là gửi tình trạng dơ bệnh, vật nuôi bệnh về cho mình, và có xem một cái tủ thuốc thì càng tốt ha. Mình sẽ tư vấn dùng thuốc cho nó hiệu quả. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.